Mời các bạn nghe chuyện đại quản gia là Ma Hoàng chấp 765, 766, 767. Phần trước, trận chiến giữa lệ kinh thiên, cư viêm hải, tuyết thanh kiến và các trưởng lão huyền thiên tông đang diễn ra. Sau một tiếng cười to, sát khí toàn thân lệ kinh thiên tràn đầy bầu trời, tiếp theo là một tiếng giống giận. Một con hắc long bỗng dưng chạy về phía chân trời, chui vào trong hắc bạch đại cầu, thân hồn dị biến, quỷ long liên hoàn trảo. Giống, trong lĩnh vực kết giới, Thần hồn của mọi người đang tụ tập một chỗ, muốn một hơi phá vỡ kết giới này, lại đột nhiên nghe thấy một đạo long ngâm kinh thiên, vang vọng thiên địa thì không khỏi sừng sốt. Trong lòng nhất thời cả kinh, chuyện này làm sao vậy? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền hiểu hết thảy, thấy từng đạo long trào màu đen, giống như là từng chi trường màu cường hãn, đột nhiên từ trên trời dưới đất các góc chạy ra, Sắc khí cường đại xen lẫn hung mãnh không ai sánh bằng, nhất thời như mưa đánh vào thần hồn mọi người. Lúc này đánh bọn họ trở tay không kịp, phúc chốc chốc từng tiếng thổ huyết vang vọng khắp lĩnh vực sắc mặt mọi người bỗng dưng trở nên trắng bệch có chút tu giả hóa hư tam tứ trọng càng là vừa bị long trào này va chạm liền dĩ nhiên thần hồn đều vỡ vụn triệt để không còn sức sống mọi người thấy vậy bất giác kinh hãi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ bởi vì bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới trong một phạm vi lớn như vậy mỗi một long trào đều có thể có uy lực như thế ở gần liền bị thương đụng vào liền chết quá sức khủng bố chỉ là trong nháy mắt bọn họ nguyên bản có hơn 30 vị cao thủ hóa hư, bây giờ đã tổn thất hơn phân nửa, điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Nhưng bọn họ không biết chính là, bọn họ bị dọa đến mức chân bụng nhũn ra, lệ kinh thiên ngoài kết giới, cũng đã mệt đến chân bụng nhũn ra, thở từng ngụm từng ngụm hồn hển thở dài nói, ai, một hơi đối phó nhiều người như vậy, quả nhiên không đơn giản. Cửu lão đầu, còn lại mười mấy cao thủ, giao cho hai vợ chồng các ngươi Thiết, một người đối phó một nửa cao thủ, tiêu hao có thể không lớn sao bất giác cười nhạo một tiếng cừu viêm hải nhìn lệ kinh thiển một cái bất đắc dĩ bĩu môi lệ lão đầu ngươi chính là cậy mạnh a theo lý thuyết năm người chúng ta chia ra một người đấu sáu người liền vừa vặn tốt lắm vậy các ngươi không cần ra tay những người còn lại để cho thiên địa hai lão đầu giải quyết đi trợn trắng mắt lệ lão trợn trắng mắt từ chối cho ý kiến nhưng nghe được lời này cừu viêm hải lại lập tức biến sắc vậy làm sao được ngươi đã giải quyết được một nửa ta há có thể rơi vào sau ngươi. Nói xong, cừu viêm hải dùng vẻ mặt kỳ cánh nhìn về phía tuyết thanh kiến, cỗ khát vọng trong mắt, đều sắp phun ra lửa. Tuyết thanh kiến thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười một tiếng, lườm hắn một cái, còn nói người ta cậy mạnh, ngươi cũng không khá hơn chỗ nào. Kết quả là, hai người bắt đầu kết ấn, hai cỗ thần hồn một hàn một nóng đột nhiên bay lên cao, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Thoáng chốc, liền hóa thành một đạo bạch quang cực nóng, mạnh mẽ vọt vào trong kết giới kia âm dương tụ hợp, diệt hết thiên hạ. Hô, một đạo cuồng phong chợt nổi lên, các cao thủ còn lại trong kết giới còn đang nơm nớp lo sợ đề phòng xung quanh, lo sợ trong chốc lát long chảo sẽ xuất hiện đánh lén, lại đột nhiên thấy phía trên đỉnh đầu, một vầng bạch quang chói mắt như mặt trời rơi xuống, chậm rãi tiến tới gần bọn họ. Nhiệt độ cực nóng kia còn chưa tới gần, đã làm cho bọn họ miệng khô lưỡi khô, trong nháy mắt có cảm giác biến thành người khô. Mà tất cả những thứ tiếp cận bạch quang kia, bất luận là vật gì, gió cũng tốt, mồ hôi cũng được, toàn bộ hóa thành hư vô, biến mất vô tùng. Một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên đánh về phía trái tim mọi người. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, lão giả kia không khỏi hoảng sợ, một lần nữa cảnh cáo, mọi người cẩn thận, không nên cách thứ kia quá gần. Vô nghĩa, chúng ta đương nhiên biết, mấu chốt là làm thế nào mới có thể né tránh thứ này a. À? Trong lòng mọi người oán thầm một trận, sau đó nhìn đông nhìn tây tìm đường chạy trốn. Nhưng đột nhiên, có người lại ngưng tụ đồng tử, lộ ra vẻ kinh hãi chân chính. Thứ kia sao lại càng lúc càng lớn. Ngu ngốc, không phải thứ kia lớn hơn, mà là kết giới này đang thu nhỏ lại, chúng ta không có chỗ để trốn nữa. Đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại, mọi người nhìn về phía địa giới xung quanh đang không ngừng thu hẹp. Còn có quang cầu cực nóng đang từng bước tiếp cận bọn họ, trong lòng mọi người đều sinh ra sợ hãi khó có thể hiểu rõ. À, à, à. Một tiếng kêu thảm thiết, có người không còn chỗ thoát ra, không cẩn thận đụng phải quang cầu kia, lại nhất thời bị thiêu hóa thành hư vô, bắt đầu từ cánh tay, từng bước từng bước bị quang cầu kia nuốt chửng. Mọi người chỉ có thể sợ hãi nhìn người nọ đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tán ở trong quang cầu, bọn họ lại không có chút biện pháp nào. Bởi vì ngay sau đó, họ cũng sẽ phải đối mặt với nó, dùng thần hồn phá nó. Không biết là ai giống to một tiếng, mọi người vừa nghe, trong lòng như đã có phương pháp, trong mắt có hy vọng, hung hăng gật gật đầu. Nhưng cũng không có ai dám làm người đứng đầu như trước, dù là ai thì cũng muốn bo bo bảo vệ thân thể để cho người khác đi thí nghiệm trước không có cách nào người vừa mới mở miệng kia đành phải trở thành người đầu tiên thúc giục thần hồn hung hăng đụng vào bành nhưng mà sau một tiếng nổ lớn thần hồn của hắn trong nháy mắt bị hòa tan trong bạch mang cực nóng tiêu tán vô tung người nọ cũng là đồng tử trống rỗng trong nháy mắt không còn khí tức thấy tình cảnh này đôi mắt mọi người lồi lên cuối cùng không còn ai dám mạo hiểm dùng thần hồn của mình đi đụng với thứ quái vật kia Kết quả là, tại thời điểm quang cầu từng bước áp chế, tất cả thần hồn đều cơ hồ là không có nửa phần phản kháng, bị quang mang nóng rực này làm cho tiêu tán vào trong thiên địa vô tận. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai, làm cho sợ hãi trong lòng những người còn lại càng thêm sâu nặng. Rốt cục, cuối cùng chỉ còn lại có bốn vị cao thủ hóa hư ngũ trọng cùng lúc trọng, nhìn bạch mang kia tới gần, trong hai mắt cũng tản mát ra tử trí chân chính. Con bà nó, lão tử cho dù chết, cũng phải nổ ngươi một lỗ thủng, hồn bạo một lão giả mặt đầy hồng quang hét lớn một tiếng một thanh trường kiếm đỏ thẫm liền vội vàng bắn về phía bạch mang kia sau đó dưới tiếng nổ lớn ẩm ẩm nổ tung ở phía trên bạch mang đồng tử của lão giả kia trống rỗng dĩ nhiên là đã thần hồn cấu diệt ngã xuống đất nhưng bạch mang kia cũng hơi run lên chấn động thân thể tựa hồ không tổn hao gì nhưng cừu viêm hải cùng tuyết thanh kiến bên ngoài kết giới lại nhướng mày khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ thẫm đã thu bị thương nặng bất quá vì hù dọa ba người kia bọn họ vẫn cố nén, không để cho bạch quang kia có một tia dấu vết không ổn. Ngẩng đầu nhìn bạch sắc quang cầu tiếp tục tiến tới gần bọn họ, ba người kia mặt như cho tàn, ngay cả hồn bạo cũng không thể làm gì quang cầu này, vậy bọn họ đã không còn thủ đoạn gì nữa. Rơi vào đường cùng, mọi người đã bất chấp tất cả, cắn răng nói, con bà nó chứ, chúng ta có chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, ừ. Hư nhẹ một tiếng, lại có một người chỉ huy thần hồn đánh tới, âm âm nổ tung, ngay sau đó, Người thứ hai cũng sai khiến thần hồn sông lên, nổ tung ra Cừ viêm hải cùng tuyết thanh kiến thì không ngừng phun ra máu Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch Thẳng đến người cuối cùng, lão giả cuối cùng cũng cắn răng Đang muốn ngọc thạch cầu phần thì bạch quang kia đã ong ong một tiếng Đột nhiên không thấy đâu nữa Người nọ bất giác ngấy người, nhưng rất nhanh liền hiểu được mấu chốt trong đó Trong lòng nhất thời hối hận một trận Thì ra bạch quang này là sợ hồn bạo A Nếu ngay từ đầu sử dụng chiêu này mà nói bọn họ còn có thể có vài người có thể sống sót a à. đáng tiếc mọi người đều quá mức quan tâm đến mạng sống của mình không ai dám hy sinh bản thân mở đường cho đồng bọn chạy trốn thẳng đến cuối cùng mới quyết định ngọc thạch cấu phần nhưng đã muộn lão giả kia bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng một trận than thở hiện tại nơi này chỉ còn lại một mình hắn còn có thể làm gì bây giờ bên ngoài kết giới đạo bạch quang kia đột nhiên chạy ra sau đó tách ra hóa thành hai đạo quang mang một hàn một nóng bỗng dưng tiến vào trong cơ thể hai vợ chồng cừu viêm hải. Hai người cũng là lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, bất đắc dĩ khoát tay áo, không được, chúng ta chịu không nổi, người bên trong đã điên rồi, bắt đầu tự bạo thần hồn. Chúng ta cũng có chút chịu không nổi, phải biết rằng, kết giới này chính là do thần hồn của hai người chúng ta xây dựng, liên tiếp có thần hồn tự bạo, chúng ta bị trùng kích cũng không nhỏ à. Khóe miệng xẹt qua hai đạo đỏ tươi chói mắt, thiên địa nhị thánh liếc nhau một cái, tiếp theo lại nhìn về phía những người khác nói, Bên trong chỉ còn lại một người, thả hắn ra quần oanh đi. Đồng ý, ba người còn lại đều gật đầu, sau đó thiên địa nhị thánh liền không thu nhỏ kết giới nữa, thủ quyết biến đổi, nhất thời giải trừ kết giới. Một thoáng sau, lão giả kia lại thấy lại mặt trời, đáng tiếc, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Trong chiến trường, tất cả mọi người nhìn động tĩnh nơi này, biết có 30 người vây vào, kết quả lại chỉ có một người đi ra, bất giác tất cả đều sợ ngây người. Nhưng sau một khắc, chuyện làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ bỗng nhiên xuất hiện chính là người duy nhất còn sót lại vừa mới đi ra còn chưa đứng vững gót chân năm người lệ kinh thiên đã trong nháy mắt bước chân đi tới trước mặt hắn khi hắn còn chưa kịp phản ứng đã đồng loạt ra tay ầm ầm thủy hỏa bùng nổ sát khí lăng thiên thiên địa luân chuyển che quang tế nguyệt chỉ là trong nháy mắt lão giả kia tựa hồ còn chưa kịp cảm thụ không khí trong lành đã lâu không gặp đã bị thủ đoạn sắc bén của năm người triệt để tan thành mây khói thi thể không còn. Sốc, tất cả mọi người nhìn một màn này, tất cả đều ngây dại, năm người này đến tụ cùng là có lại lịch gì, sao có thể cường hãn như thế. Lấy năm địch 30, trong chốc lát đã đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, người của Huyền Thiên Tông choáng váng, người của Ma Sách Tông ngây người, cho dù là chắc Phàm cũng không khỏi ngẩn người, tiếp theo là bật cười một tiếng, gật gật đầu. Thực lực của năm người này hiện giờ, quả thật không thể khinh thường, không uổng phí hắn lúc trước dìu dắt năm người này một phen. Hơn nữa, ngay cả hắn cũng không ngờ năm người liên thủ lại có uy lực như thế. Nguyệt Nhi một đường đi tới, thỉnh thoảng quay đầu nhìn tất cả, cũng không khỏi hoàn toàn ngay dại, nhìn về phía Lạc Vân Hải, lắp bắp nói, hắn, bọn họ, ha ha ha. năm người bọn họ, có ba người là chắc đại ca lúc trước tự mình dạy dỗ, hai người trước khi đi chỉ điểm qua, cho nên cuối cùng bọn họ trở thành cung phụng đời đầu tiên của Lạc gia chúng ta. Bất giác cười khẽ một tiếng, Lạc Vân Hải nhìn thật sâu năm người một cái, không khỏi thở dài nói, năm người này đều là hạng người kiêu ngạo bất kham, luôn luôn độc lại độc vãng, rất ít hợp tác, nhưng lần này cư nhiên có thể liên thủ, cũng là bất đắc dĩ. Hai má hơi co rút, Nguyệt Nhi bất giác phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm thành tiếng, đều là quái vật biến thái. Ai, có quái vật sư phụ, mới có quái vật đồ đệ. Bọn họ cũng không thể xem như môn hạ chính thức của Trác Đại Ca, môn sinh chính thức của Trác Đại Ca chính là ngươi, về sau nói không chừng so với bọn họ, ngươi còn mạnh hơn. Ha ha ha. Bây giờ người gọi bọn họ là quái vật, còn quá sớm. Lông mày bất giác nhướng lên, Lạc Vân Hải không khỏi cười khẽ lên tiếng. Nhưng nghe được lời này, sắc mặt Nguyệt Nhi lại hơi trầm xuống, thở dài nói, nhưng sự phụ dường như không để ý đến hai đồ đệ chúng ta lắm. Hắn cũng nói, hắn đến ma sách tông chỉ là vì có giao dịch cùng tông chủ, cũng không có toàn tâm toàn ý. Ách, bình tĩnh, lấy quan hệ giữa ta và chắc đại ca, để cho ta đi nói, hắn nhất định sẽ để ý các ngươi, ha ha. Không khỏi ngẩn ra, Lạc Vân Hải lại mỉm cười, Trấn An nói. Nghe được những lời này, Nguyệt Nhi cũng nhìn hắn thật sâu, lộ ra nụ cười thích ý. Giết A. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước mọi người bỗng dưng vang lên tiếng kêu giết ngút trời, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy là đám người khuê cương, đang cùng đệ tử huyền thiên tông chém giết. Tất cả mọi người đều có tu vi giống nhau, thực lực cũng không sai biệt lắm, đánh nhau quả nhiên là khí thế ngút trời. Lạc Vân Hải vừa thấy, đồng tử ngưng tụ, chỉ về phía trước, hét lớn, phi hổ quần nghe lệnh, dực hình trận, đột kích. Vâng, hét lớn một tiếng, mọi người dưới sự dẫn dắt của Lạc Vân Hải đồng loạt xông về phía trước. Lần này, quả nhiên là như hổ vào bầy dê, sói vào ổ thỏ. Một bên chỉ có ba bốn vạn người, một bên lại là mười vạn chiến kiệt, một bên là đệ tử tu giả chưa từng xuất thế, một bên lại là hổ lang chi sự thần kinh bách chiến. So sánh hai bên, tu vi tuy không sai biệt lắm, nhưng lúc này, cao thấp lập tức lập phán. Phi hổ quân của Lạc Vân Hải vừa đến, nhân mã hai phương lúc trước còn rằng co lập tức xuất hiện xu thế ngã xuống phi hổ quân như chém dưa thái rau tàn sát đệ tử huyền thiên tông làm cho khuê cương còn đang chiến đấu không khỏi trợn tròn mắt mẹ kiếp sư phụ từ thế tục tìm được những chiến lực này mạnh như vậy a à, đồng dạng là cảnh giới đệ tử quân chiến tranh lệch cũng quá lớn đi không hổ là xuất thân kinh nghiệp trong lòng một trận tán phục khuê cương cũng chỉ huy đệ tử ma sách tông gắt gao đuổi theo giết về phía trước chúng đệ tử huyền thiên tông căn bản là ngăn không được cỗ nhân mã mãnh liệt này rất nhanh mọi người liền đi tới trước một tòa đại điện kim bích huy hoàng chỉ là cửa điện khóa chặt phía trên tấm biển ghi ba chữ lớn chấn bảo khố chúng ta đến rồi trước mắt sáng ngời là phân hải trong lòng mừng rỡ giơ tay vung lên kêu lên mọi người đột kích chân bảo khố cắt đứt tiếp tế của địch giống hét lớn một tiếng mọi người đồng loạt xông tới nhất là đệ tử ma sách tông loại chuyện đánh đập cướp thiếu này bọn họ là người hưng phấn nhất thế nhưng mọi người vừa mới đi tới trước cửa chân bảo khố ong ong một tiếng hoàng mang chợt hiện ra một cỗ cự lực cường hãn lại đột nhiên đem toàn bộ mọi người bắn ra trong nháy mắt huyết phục bay ngang tung ra bốn phía chỉ là trong nháy mắt đã có gần vạn người vẫn diệt bao gồm cả mấy ngàn phi hổ quân đồng thời một đạo âm thanh già nua vang vọng bên tai tất cả mọi người người nào lớn mật xông vào trấn bảo khố của ta phần phật phần phật từng đợt cuồng phong chợt vang lên y khuyết phiếu phiếu bốn đạo thân ảnh già nua chậm rãi từ trên trời giáng xuống tất cả đều lưng còng, khép hờ hai mắt, cũng không phải đang đứng, mà là khoanh chân mà ngồi rơi xuống trước mặt mọi người. Từng cỗ khí thế cường hãn, không ngừng từ trên người phát ra, làm cho mấy vạn người, không một người nào dám tiến lên một bước. Lông mày khẽ run lên, Lạc Vân Hải không khỏi trầm xuống, không cam tâm siết chặt nắm đấm. Hắn trăm triệu lần không ngờ, chắc phàm mang theo chúng trưởng lão cung phụng ma sách tông đã ở tông chủ đại điện làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cư nhiên còn không thể đem toàn bộ cao thủ bên phía đối phương hấp dẫn qua, nơi này lại còn giữ lại bốn người chờ đợi. Hơn nữa, từ khí tức bốn người này mơ hồ phát ra mà xem, so với tất cả cao thủ hóa hư lúc trước bọn họ gặp phải thì mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, Lạc Vân Hải lâm vào sầu tư, không biết nên quyết định như thế nào. Đám người lệ kinh thiên từ xa xa nhìn bốn người bên này, cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, mặt hiện ra hoảng sợ, không tốt, đó, đó là. Nói xong, liền đạp dưới chân, năm người đồng loạt bay về phía Lạc Vân Hải cứu viện, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Có lẽ Lạc Vân Hải bởi vì nguyên nhân thực lực, chỉ biết bốn người này rất cường đại, chứ không biết bốn người mạnh đến mức nào. Nhưng bọn Lệ Kinh Thiên lại đã phát hiện, bốn người này chính là cao thủ hóa hư cửu trọng chân chính, thiếu chút nữa là có thể đột phá hóa hư, đạt tới dung hồn cảnh. Tuyệt thế cao thủ như vậy, còn thoáng cái liền đi ra bốn người, đừng nói là bọn họ chỉ là tiểu quỷ thần chiếu thiên huyền, cho dù là cao thủ hóa hư cảnh bình thường, đó cũng là mười mấy người liên thủ Phòng Trừng cũng không tới gần bọn họ được a. À. Cường địch như thế, đâu phải là đối thủ mà vị gia chủ mới 20 tuổi nhà bọn họ lúc này có thể ứng phó a. À. Kết quả là, năm người Lệ Kinh Thiên liều mạng, nhanh chóng bay tới viện trợ, sợ rằng chỉ cần chậm trễ một chút, gia chủ bọn họ liền xong đời. Chắc Phàm nhận tất cả từ xa, mí mắt run lên, trong lòng cũng có chút lo lắng, những bước chân hắn vừa mới động một phần, một khẩu trường thương phá thiên đã đột nhiên đâm về phía hắn không còn cách nào khác chắc phàm tiếp tục chỉ huy đại lực xích long vương long vĩ vung lên hung hăng đánh bay trường thương ra, quay đầu nhìn lại đã thấy tuyên tông chủ kia về mặt tà dị nhìn về phía hắn hư 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 chắc phàm nếu như vừa nãy ngươi muốn chạy trốn mang theo nhiều người như vậy một hơi lao ra lão phu cũng ngăn không được người nhưng người quá tham lam hết lần này tới lần khác muốn lại chiến đấu hiện tại tứ đại cung phụng của chúng ta rốt cục cũng xuất quan cho dù ngươi muốn đi cũng không đi được ha 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 cười to một tiếng tuyên tông chủ vẻ mặt đắc chí. Nhíu mày, chắc phàm lần nữa nhìn thật sâu bốn lão giả ở xa xa, cũng từ chối cho ý kiến nói, bốn vị cao thủ hóa hư cửu trọng, đích xác rất phiền toái. Bất quá bọn họ có mạnh hơn nữa, cũng chỉ mạnh hơn tông chủ ngài cao thủ hóa hư bát trong một chút mà thôi, bằng vào bọn họ có thể xoay chuyển tình hình chiến đấu giữa hai tông. Có vẻ như không dễ dàng như vậy a. À. Hắc hắc hắc, mạnh hơn một chút so với lão phu. Chắc phàm, người đi lại ở Tây Châu còn nông cạn, căn bản không biết các tông cất giấu bao nhiêu nội tình đi. Lạnh lùng cười, tuyên tông chủ dùng vẻ mặt khinh bỉ chỉ về chỗ bốn lão đầu kia, kêu gào, vậy ngươi liền mở to hai mắt nhìn kỹ một chút, bọn họ đến tột cùng là thần thánh phương nào đi, ha ha. Vừa dứt lời, chắc phàm cũng nhìn chằm chằm, nhưng đồng tử bỗng dưng ngưng tụ, lông mày rốt cục nhíu lại thật sâu. Chỉ thấy giờ khác này, bốn lão giả kia tuy rằng vẫn nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng trong hư không như trước, dĩ nhiên đã bắt đầu hành động giống như là vấy thành một cái vòng tròn lớn đường kính ba thước. Bốn lão giả ở trong vòng tròn này không ngừng xoay tròn, trên người mỗi người đều tản ra một loại quang mang độc đáo. Xích, lục, bạch, kim, cuối cùng bốn đạo quang mang giao hòa với nhau, cũng là nương theo luật động của mặt đất, dung hợp thành một vầng hào quang màu vàng đất chói mắt. Sau đó, liền nghe một tiếng long ngâm vang vọng khắp không trung, một con cự long màu đất vây quanh vòng tròn tạo thành từ bốn người, không ngừng xoay quanh, cả mặt đất cũng không ngừng run rẩy, Phảng phất như sóng lớn bốc lên trên mặt biển. Những tu giả thần chiếu thiên huyền cảnh đứng trên đất, căn bản không đứng vững được. Theo cỗ ba động màu vàng đất này từng luồng từng luồng trùng kích, mọi người chợt cảm thấy thần tâm tỳ phế đều bị chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó phốc chốc thanh âm học máu phát ra, rất nhiều người đều là mí mắt lật một cái, trong nháy mắt liền không còn sinh khí. Chỉ là trong nháy mắt, lại có thêm mấy ngàn cao thủ ngã xuống, nhưng bốn lão giả kia tựa hồ căn bản như chưa từng có động tác gì, vẫn khẽ nhắm hai mắt, lẳng lặng xoay tròn đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại lạc phân hải bất giác kinh hãi kêu lên mọi người nghe lệnh bay lên trời cao rời xa bốn người này đừng để cho ba động bọn họ phát ra chạm vào người gấp gáp gật đầu mọi người cũng không phải kẻ ngốc vội vàng đạp dưới chân đồng loạt bay lên bầu trời rời xa phạm vị ba động màu vàng bao trùm ha 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 một đám tiểu tử thần chiếu thiên huyền cảnh bình thường bốn người chúng ta vốn không để ý tới những con kiến hội các ngươi chạy liền cho chạy nhưng lần này các ngươi dám xâm phạm lãnh địa Huyền Thiên Tông ta, tập kích cấm địa trấn Bảo Khố Tông ta, tội đáng bị tru di. Bốn lão gia hỏa chúng ta, thân là cung phụng trí cao của tông môn, cũng không thể dễ dàng buông tha. Diêm mép khẽ run rẩy, một lão giả bất giác cười khẽ một tiếng, ngay sau đó, bốn lão giả đồng thời biến đổi thủ quyết, chờ thân thể bốn người bọn họ rốt cục bắt đầu di động, hoặc là nói, là vòng tròn của bọn họ di động thì càng thích hợp. Chỉ thấy bọn họ vẫn nhắm mắt không nói, thân thể cũng xoay quanh trung tâm, nhưng vòng tròn vô hình này lại giống như một cái đĩa ném vào một tiếng liền bay qua lại giữa mọi người quanh người bọn họ đầu cự long màu vàng đất còn đang không ngừng di chuyển xoay vòng như lúc trước nhưng cường phong cường đại do cỗ lực xoay tròn kia sinh ra lại giống như thiên địa sụp đổ áp sát về phía mọi người trong nháy mắt đã tới mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra rầm rầm một tiếng đã là máu thịt tung bay vẩy thành một đoàn vòng tròn màu vàng đất kia trong nháy mắt đảo qua giữa đám người đã có mấy ngàn người mặc xanh kỳ diệu biến thành một đống thịt vụn. Vòng tròn kia lại quay đầu lại, quét một vòng, lại có thêm mấy ngàn người vĩnh viễn mất đi tính mạng. Chỉ là một lượt qua lại, trong vài hơi thở, đã có gần vạn người không còn sinh khí. Tất cả mọi người nhìn hết thảy, hoàn toàn sợ đến ngày người, vẻ mặt hoảng sợ chăm chú nhìn vào vòng tròn màu vàng đất, hai chân sớm đã nhịn không được run rẩy. Lạc Vân Hải cũng ngơ ngác nhìn tất cả, nhìn vòng tròn kia giống như máy xay thịt, đến thu hoạch tính mạng mọi người, trong lòng bất giác một trận kinh hồn bạt phía chờ hắn phản ứng lại tính mạng ba vạn người đã trở thành hoa vàng của ngày hôm qua lúc này hắn mới vội vàng hô to tản đội hình ra mọi người phân tán ra chúng ta không phải đối thủ của bốn lão gia hỏa này chỉ có thể tự mình đào mệnh vừa dứt lời hắn dẫn đầu ra hiệu cho phi hổ quân tất cả mọi người liền đồng loạt bay tán loạn ra khắp nơi a à, thì ra chỉ huy giả ở chỗ này a à. tựa hồ nghe được tiếng hò hét của hắn một lão giả bất giác cười khẽ một tiếng Tiếp theo vòng tròn kia bỗng dưng quay đầu lại, hung hăng đánh về phía Lạc Vân Hải. Trong lòng cả kinh, Lạc Vân Hải vội vàng chạy trốn, Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương theo sát bên cạnh, nhưng tốc độ của bọn họ đâu phải là đối thủ của cao thủ hóa hư. Chỉ công phu một lần hô hấp, vòng tròn kia dĩ nhiên đã đuổi tới trước người bọn họ. Cảm thụ được cỗ uy áp khủng bố kia, khóe miệng Khuê Cương xui xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, khóc lóc kể lể, "Ai, mạng ta xong rồi. Mọi người nói xem, sư phụ công kích Huyền Thiên Tông đến tột cùng là vì cái gì a?" À? chẳng lẽ thật sự chỉ là vì giáo huấn bọn họ một chút nhưng bây giờ dường như là chúng ta là người bị giáo huấn a nhìn hắn một cái lạc phân hải không nói gì nhưng kiên định trong mắt lại không hề giảm chút nào kỳ thật hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao chắc phàm lại làm như vậy nhưng nếu chắc phàm muốn làm như vậy hắn liền kiên cường đến cùng đây chính là tín nhiệm mà cả lạc gia và chắc phàm đã ký kết cho dù là hiện tại hắn đã đi tới bờ vực sinh tử nhưng vẫn không có nửa phần hối hận á à, bỗng nhiên một thân ảnh quen thuộc chắn trước người Lạc Vân Hải, Lạc Vân Hải sừng sốt, thấy người nọ không phải là người khác, chính là Nguyệt Nhi không thể nghi ngờ. Bất giác cười nói, cô nương, vô dụng thôi, lần này không giống lúc trước, người đứng ở phía trước cũng không đỡ được thứ chết người kia. Không nói gì, Nguyệt Nhi vẫn cố chấp đứng trước người hắn, trên mặt tràn đầy vẻ kiên định. Trầm ngâm trong chốc lát, Lạc Vân Hải không nói gì nữa, bỗng dưng đi tới bên cạnh nàng, nói, nếu không, lần này cùng nhau đi, cái đó, vị đồ đệ khác của cha ca, ngươi trốn ở phía sau chúng ta, xem có thể sống sót hay không. Ta là Khuê Cương. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Khuê Cương cũng trong nháy mắt đứng bên cạnh bọn họ, ấp úng nói, ít nhất trước khi chúng ta chết cùng nhau, trước tiên làm quen một chút đi. Lúc trước thời gian gấp gáp, sư phụ lại không giới thiệu qua cho ta, đừng để chết cũng không biết bên cạnh có ai đi cùng, vậy thì quả thê lương. Tốt, ta là Lạc Gia gia chủ Lạc Vân Hải. Không khỏi cười to một tiếng, Lạc Vân Hải nói đầu tiên. Nguyệt Nhi mỉm cười, cũng thản nhiên lên tiếng Nguyệt Nhi đệ tử Ma Sách Tông ha 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 ba tiểu tử kia chết đến trước mắt ngược lại rất có tình cảm quả nhiên có phong phạm đại tướng không hổ là người chỉ huy của đám tiểu quỷ này đúng lúc này vòng tròn kia cũng tập kích tới trước người bọn họ bốn lão đầu lúc này nghe được lời lạc quan của bọn họ bất giác cười khẽ lên tiếng bất quá mặc dù như vậy lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi ai bảo các ngươi không phải đệ tử Huyền Thiên Tông ta đây ha á mang theo cười nhạo thật sâu vòng tròn cường lực kia đã không chút lưu tình đập tới trước mặt bọn họ chỉ thiếu một bước là có thể đem ba người triệt để chém nát gắt gao nhắm hai mắt lại ba người đều đã chuẩn bị tốt bị hủy diệt nhưng mà vào lúc này một tiếng ba động không gian ong ong lại phát ra ba người lại không tổn hao gì đứng trên không trung một chút chuyện cũng không có mà cảm giác áp bách cường đại kia cũng đột nhiên biến mất không thấy đợi đến khi bọn họ mở mắt ra nhìn về phía trước bỗng dưng nhìn thấy một quả cầu lớn màu đen trắng ở trước mặt bọn họ xoay quanh. Mà ở vị trí cách bọn họ không xa, thiên địa song thánh đầu đầy mồ hôi kết ấn quyết, trong mắt đều là vẽ ngưng trọng, âm dương điên đảo thiên địa cảnh. Không sai, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thiên địa song thánh vừa lúc đúng lúc chạy tới, dùng lĩnh vực thần hồn của mình với bốn lão giả kia ở bên trong, nhất thời liền ngăn cách bọn họ. Bất quá, nhìn bộ dáng hai người, lúc này tựa hồ vô cùng thống khổ. Thiên địa nhị lão, đa tạ các ngươi lạc vân hải hai mắt sáng ngời nhất thời mừng rỡ vội vàng ôm quyền cảm ơn hai người nhưng còn chưa đợi hắn nói xong thiên địa nhị thánh đã đồng loạt hét lớn một tiếng mắng lệ lão đầu ngươi còn đang làm cái gì đấy mau đem bọn họ đi ừ một đạo bóng đen hiện lên ba người còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì một đôi cánh tay trắng kiện đã từ phía sau gắt gao nắm lấy bả vai bọn họ sau đó dưới chân đạp một cái liền trong nháy mắt đem ba người rời khỏi nơi này không khỏi sửng sốt, ba người quay đầu nhìn lại, đã thấy chính là lệ kinh thiên không thể nghi ngờ. Lệ lão, cái này. Lông mày run lên, trong mắt Lạc Vân Hải còn có nghi hoặc, nhưng nhìn thấy ánh mắt lệ kinh thiên khi nhìn về phía trước đây ngưng trọng, liền bỗng dưng im bặt. Đồng thời, hắn cũng theo ánh mắt lệ kinh thiên nhìn về phía trước, đã thấy thân thể thiên địa nhị thánh run lên, đột nhiên đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm sắc mặt trong nháy mắt liền uể oải xuống. Mà thần hồn lĩnh vực kia cũng ầm ầm sụp đổ. Rống rống rống, tiếng thét chấn thiền triệt địa vang vọng khắp bầu trời huyền thiên tông bốn đầu cự long màu sắc khác nhau vào trong nháy mắt âm dương điên đảo thiên địa cảnh sụp đổ liên ao ao bay lên trời cao tiếp theo xoay quanh một vòng lại bay trở về trong vòng tròn bốn lão giả biến mất không thấy mà chung quanh vòng tròn kia cự long màu vàng đất vẫn xoay quanh kia thật lâu không tan phóng ra khí tức cường hãn bốn lão giả khoanh chân mà ngồi phảng phất vừa rồi không hề phát sinh chuyện gì trên mặt một mảnh bình tĩnh thiên địa nhị thánh nhìn bốn người kia đồng tử hung hăng co rụt lại, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ kiên kỵ thật sâu. Ha ha ha, không thể tưởng được đối phương còn có hai người nắm giữ lĩnh vực thần hồn như vậy, lĩnh vực như thế, chúng ta phảng phất là lần đầu tiên gặp đi, ngược lại rất hiếm thấy. Một vị lão giả cười khẽ một tiếng nhưng không hề mở mắt, còn đặc biệt tán thưởng nói, đáng tiếc hai người này tu vi không đủ, trước khi vây lấy chúng ta cũng đã tiêu hao quá lớn, vốn đã có chút thường thế. Nếu không, nói không chừng chúng ta cũng phải cố gắng một chút. Khẽ gật gật đầu, một vị lão giả khác tỏ vẻ đồng ý, âm u lên tiếng, không sai, lĩnh vực thần hồn này đích xác kỳ diệu. Âm dương lực chuyển hóa, đảo lộn thiên địa, lấy đạo của đối phương chống lại bản thân đối phương. Nếu là tu giả bình thường rơi vào đây, đích thật là cục bộ lầy lội, khó có thể thoát khỏi. Bất quá, nhược điểm của lĩnh vực này cũng rất rõ ràng, chính là không có thủ đoạn công kích mạnh mẽ, chỉ là nước ấm luộc ếch chi lưu, cuối cùng sẽ lưu lại cho đối thủ một cơ hội lật bàn. Ba người còn lại nghe được, tất cả đều khẽ gật đầu, Châu đầu bình luận, tựa hồ không đem thiên địa nhị thánh để vào mắt, thoải mái bình luận với nhau. Nếu không phải như thế, lão phu thật có hứng thú mở mắt nhìn xem hai người này bộ dáng như thế nào. Hừ, bốn lão đầu nhi khẩu khí thật lớn, các ngươi nói như vậy, chính là đang nói chúng ta còn không xứng để cho các ngươi mở mắt nhìn một chút, đúng không? Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng quát phẫn nộ lại đột nhiên cắt đứt lời nói của bốn người, ngay sau đó, một đạo bạch quang cực kỳ chói mắt chợt hung hăng bắn tới bốn người. Như vậy bốn lão quỷ các ngươi liền đến xem, chiều nay có lực công kích như thế nào. Ừ. Phảng phất như một mũi tên thần từ trên chín tầng trời rơi xuống, mang theo nhiệt độ cực nóng có thể hòa tan hết thảy, hung hăng bắn về phía bốn lão đầu kia. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn tản mát ra hào quang chói mắt, vị trí của bốn lão giả kia toàn bộ hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng, mà tất cả mọi thứ xung quanh quang cầu, bao gồm cả không khí đều bị thiêu đốt đến trở nên vặn vẹo hai người cừu viêm hải cùng tuyết thanh kiến thở hồng hộc nhìn cảnh tượng phía trước vẻ ngưng trọng trong mắt vẫn không phai nhạt xuống bởi vì bọn họ biết với thực lực của bốn người kia mặc dù bọn họ sử dụng sinh tử quyết này cũng không có khả năng đem bọn họ triệt để đánh bại nhưng khi quang mang màu trắng kia tiêu tán lộ ra cảnh tượng bốn người bên trong hai người mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý vẫn nhịn không được hít sâu một hơi kinh hãi kêu lên cái này làm sao có thể được chỉ thấy giờ khác này bốn lão giả vẫn thoải mái tự tại chậm rãi xoay tròn, hai mắt vẫn nhắm lại như trước, nét mặt bình thản, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười trào phúng. Tự hồ đối với một chiêu vừa rồi của cừu viêm hải, không chút để ý. Đầu cự long màu vàng đất kia vẫn quanh quẩn trước người bọn họ như trước, không có một tia tổn thất, một đôi long đồng thật lớn vẫn uy nghiêm như trước, không ai sánh bằng. Mí mắt nhịn không được run rẩy, hai người cừu viêm hải liếc nhau một cái, trong lòng bất giác trầm xuống, sắc mặt ngương trọng hơn bao giờ hết. Tuy rằng vừa rồi trước khi xuất chiêu, bọn họ đã bị trọng thương, nhưng mặc dù như vậy, một chiêu sinh tử quyết kia cũng là một kích bọn họ dốc hết toàn lực a. À. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn không khiến cho đối phương bị chút thương tổn nào, căn bản là không thể dao động khí thế của đối phương dù chỉ một chút. Trong mắt bốn lão đầu kia, bọn họ tựa hồ đều là tiểu nhân vật không nhập lưu, không hấp dẫn nổi ánh mắt của bọn họ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn nhau một chút, trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Thực lực giữa bọn họ chênh lệch quá lớn, Bốn người này căn bản không phải là tồn tại bọn họ có thể đối phó được. Chắc phàm nhìn từ xa, lông mày cũng nhíu thật sâu, lẩm bẩm thành tiếng, bốn đầu địa long thần hồn. Không sai, chính là bốn đầu địa long hồn. Khóe miệng nhếch lên, tuyên tông chủ không khỏi cười to lên tiếng. Vừa rồi lão phu đã nói ngươi không biết nội tình các tông Tây Châu, nhưng đại cung phụng ma sách tông, ngươi có lẽ đã nghe qua đi.